Chào các bạn nha. Hôm nay mình review chiếc ghe của mình nha các bạn. Hôm nay đã hoàn thành được 95% rồi. Đây là công đoạn 5% còn lại là mình chỉ sơn nó thôi. Đây là có mẹ mình đang sơn và em gái của mình. Còn đây là ba của mình đang đóng lạc giặt. Đang nắm là chặt mấy cái ở đằng sau. Thì anh chị để mình bước xuống ghe mình quay nha. Ba cái nhôm nó chá quá ha. Một phần lái qua lăng cũng đã xong rồi. Đây. Nước nó cạn nó lái nó không có được. Chỉ có còn mấy cái phần cửa kiến nữa là chưa có làm, ngày mai mình đi làm. Đây là cái ghế này để ngồi lái nè. Đây thêm một cái ghế nữa để cho hình lơ. Ở đây để đi ra đằng sau. Đây cái máy này anh chị. Cái máy này là máy sáo Isuzu 6. Cái 6BD1 Isuzu 6BD1 nha anh chị. Máy này là máy nghĩa địa. Đây phần sau của cái máy này là hộp số. Đây mẹ mình và em gái mình đang sơn. Sơn trắng trước, lót một cái rồi mới sơn đỏ hay sơn xanh gì tùy mình nha anh chị. Đây là có một cái thang để bước lên cái mui. Chứ không ấy bước không có nổi nha anh chị. Để mình bước qua chiếc xuồng nhỏ này đi, mình quay cho dễ thấy. Chiếc nhỏ này bước không khéo té sẽ mồ luôn nè. Bay đậu xong rớt máy quay dưới luôn. Nhỏ rất đẹp. Đây anh chị ơi, đó mình quay chiếc xuồng nhỏ là mình quay cho anh chị xem dễ thấy chiếc xuồng lớn. Chiếc xuồng nhỏ lắc quá anh chị ơi. Chị thấy rồi phải không? Bây giờ mình đáo lại. Ui da, ui da. Rồi, em chia sẻ với anh chị. Em yêu đây thôi anh chị.